Đấy, bọn chúng đang cho một con robot khỉ đột King Kong khổng lồ canh chừng ở ra phía trước con ơi. Bọn tôi phải tìm cách đột nhập và giải cứu con quái vật Bitmon con đó nha bạn. Đây đây. Hiện tại thì bọn tôi sẽ tìm cách đột nhập nha bạn. Đấy, nó vẫn chưa phát hiện ra nha. Tại cái con khỉ đột King Kong này to lắm nha bạn. Tại nó to và nó bự lắm, đặc biệt là nó rất là cứng luôn ấy. Hình như là bọn chúng làm bằng sắt hay sao các bạn. Đen thui luôn nè, thấy chưa? Bọn tôi sẽ tìm cách leo lên thuyền nha bạn. Và bắt tất cả những cái tên ở trên đó luôn. Ở đây. Ôi à. Không được rồi. Ê, chạy vô đây núp đi anh em ơi. Chúng ta phải suy nghĩ ra cách nào đó đột nhập nha. Bây giờ thì chỉ có thể một người qua bên đó thôi. Nếu mà tất cả các siêu nhân người nhện bọn tôi mà leo lên thuyền hết các bạn thì chắc chắn sẽ bị phát hiện nha, tại vì rất là nhiều luôn. Chúng ta sẽ đi một người thôi. Một mình người nhện tôi sẽ tìm cách đột nhập qua đó nha bạn. Đây, bây giờ thì tôi sẽ tìm cách đột nhập nha. Thì chỉ có cách là nhảy xuống biển và bơi tới cái thuyền đó thôi các bạn. Đây, nhảy xuống nha. Đấy, lặn xuống thiệt là sâu ở dưới đây các bạn. Đây. Hiện tại thì tôi đang lặn rất là sâu ở dưới đây các bạn. Chắc chắn là không bị phát hiện rồi. Bây giờ sẽ bơi lên nha. Con thuyền nè. Đây, tìm một cái chỗ nào đó leo lên các bạn. Đây, leo lên, leo lên. Ui dồi. Ướt nhẹp hết rồi. Không sao, không sao. Leo lên. Đây. Bây giờ sẽ tìm cái khoang thuyền mà bọn chúng đang giao dịch nha bạn. Đây. Cái chân của con khỉ đột nè bạn. Con khỉ đột robot nè, to chưa? Ủa, cái chân của nó thôi mà đã bự hơn siêu nhân người nhện tôi rất là nhiều nha. Đây các bạn mà tưởng tượng đi, cái chân này mà nó dậm lên người nhện tôi là chắc chắn là tôi sẽ bị xẹp lép luôn ấy. Đây, lên nha. Đây đây, ui đây các bạn. Ui đây, tụi nó kìa. Đây bọn chúng kìa. Bọn chúng đang giao dịch các bạn ơi. Ui có rất là nhiều tiền luôn kìa. Xem ra là bán cái con Bitmon con này thì băng nhóm tội phạm này sẽ có rất là nhiều tiền các bạn. Cho thấy là con quái vật Bitmon con này có giá rất là nhiều nha. Lấy súng rồi nha. Đây, lấy súng ra rồi. Bây giờ sẽ tìm cách đột nhập nha. Đây. Cái lồng giam con Bitmon này bạn. Đây. Con Bitmon thì nó rất là hiền các bạn, nó bị nhốt rồi. Đây cái chân của nó nè. Tiêu rồi, làm sao để giải cứu được nó đây? Đây bọn chúng các bạn. Thấy bọn chúng đang giao dịch các bạn ơi. Ui, cái chân bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Để tôi tìm có một cái nơi nào đó để núp nha bạn. Đây, đây. Sau một hồi thì tôi cũng đã lọn qua được cái chỗ bên đây rồi bạn. Đây, cho các bạn xem nha. Đấy, bọn chúng đang giao dịch các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. Đây, ở bên đây thì bọn chúng thì có bốn tên bảo vệ nha bạn. Đang cầm những cái khẩu súng rất là to luôn nè. Ui, ở đây có một tên cầm 6 nòng các bạn. Đây, 6 nòng nha. Đấy, có 6 cái nòng nè. Còn ở bên đây là mấy cái tên này là tên đi mua quái vật các bạn. Ồ nó chất một đống tiền các bạn. Đây, toàn là đô la thôi. Tiền như vậy nè, bảo đảm là những cái tên này bọn chúng sẽ tiếp tục chế tạo những con robot khổng lồ nhằm mục đích là chống lại cảnh sát và các siêu nhân nha bạn. Đây, xem ra là ba tên này đến đây để dùng tiền này để mua cái con quái vật Bitmon con đang bị nhốt ở trong lồng nha bạn. Đấy, bọn chúng đang định giao dịch nha. Làm sao bây giờ? Bây giờ mà xông ra thì chắc chắn là sẽ bị bọn chúng điều khiển robot King Kong tấn công nha bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây, xem ra là bọn chúng sắp giao dịch rồi các bạn ơi. Phải nhanh chóng tìm cách ngăn cản và giải cứu con Bitmon này thôi. Bây giờ tôi sẽ xông ra và chĩa súng vào bọn chúng và yêu cầu bọn chúng giơ tay lên để bắt bọn chúng nha bạn. Không biết được hay không nha. Đấy, ở trên đây vẫn còn một tên và hắn ta đang điều khiển con robot King Kong nha bạn. Đây là cái bộ điều khiển nha. Đấy, có rất là nhiều nút luôn. Đấy, cái nút màu đỏ này là cái nút khởi động con robot để chiến đấu hay sao bạn. Cái cần này là để điều khiển con robot đi tới đi lui ấy. Đấy, những cái nút này nè bạn. Đấy, ôi, cái nút này là bắn tên lửa hay là bắn súng gì tùm lum hết con ơi. Nói chung là cái bộ điều khiển này rất là khó điều khiển nha bạn. Chỉ những cái tên này mới biết được nha. Ây da. Không ổn rồi con ơi. Đấy, sắp giao dịch rồi. Ui, đây bị một tên phát hiện rồi bạn. Đây, hắn ta bắn 6 nòng vào tôi rồi. Ây. Ây da, ui. Ui, tới kìa. Ui, 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 ui
ây da, bọn chúng hay quá các bạn. Ủa nó đang bán đây, nó đang cầm sáu nồng và nó đuổi theo tôi nè bạn, ghê chưa. Đây cái sáu nồng quay quay là chuẩn bị bắn rồi đấy, ghê chưa. Ủa, tới rồi, không ổn rồi. Ủa nó bắn tôi con ấy, tiêu diệt tên này nha. Ủa nó có bọn áo giáp chống đạn hay sao bạn ơi, súng của tôi bắn nãy giờ mà cũng chưa chết đó là mày tiêu diệt được đấy mày hả mày thằng quỷ nhỏ. Ai được một tên rồi nha. Ây da, bây giờ bọn hiện tại thì bọn chúng đang truy lùng người nhà anh tôi các bạn, tôi phải trốn lên thuyền thôi, núp vô đây nha. Ây da, đây hiện tại thì siêu nhân người nhà anh tôi bị bọn chúng phát hiện rồi các bạn, bọn chúng đang truy lùng người nhà anh tôi nha. Đây có mấy tên bọn chúng đang đi đi tuần các bạn, hình như vẫn chưa phát hiện người nhà tôi đang núp nha. Ây da, sao lại bị phát hiện vậy ta. Đây các bạn, ui có một tên vừa mới đi qua các bạn thấy chưa. Đây có một tên vừa mới đi ngang nè bạn. Đây tôi tiêu rồi. Đây, mày phải nhanh lên mới được. Ui tỉnh dậy nữa hả, gọi một tên rắn nữa kìa. Thấy đây phải nhanh chóng tìm cách giải cứu con Bitmon này và gọi cho đồng đội của tôi tới thôi bạn. Ơi nó bắn tôi nữa rồi, ai vậy. Wow đó bạn, sau một hồi thì các đồng đội của tôi đã leo lên thuyền các bạn, các cậu ấy cũng đã lên được thuyền này rồi nha. Rồi các cậu ấy sử dụng một chiếc thuyền kia và trèo lên đây nha bạn. Rồi hiện tại thì đồng đội của tôi là các anh em siêu nhân người nhện cũng đến được cái chiếc thuyền của bọn tội phạm buôn bán nô lệ và buôn bán quái vật rồi nha. Phải nhanh chóng ngăn cản bọn chúng giao dịch và giải cứu cái con Bitmon con tội nghiệp ở đây nha bạn. Đây nó đẳng kìa, thấy chưa. Đây phải nhanh lên mới được, đây bọn chúng vẫn đang giao dịch kìa, giơ tay lên. Hiện tại thì con tàu của các ngươi đã bị các anh em siêu nhân người nhện và cảnh sát bao vây rồi, hãy nhanh chóng đầu hàng để ủa không chịu đầu hàng thôi. Đánh á, đánh bọn chúng nó xỉu đi. Đây, ủa bệnh bệnh nữa kìa, hiểu rồi. Dạ, hiện tại thì bọn tôi đã khống chế được những cái tên này rồi bạn. Ôi, đây còn một tên nữa nè. Đây, rất là nhiều tiền không thấy chưa. Đây là tiền mà bọn chúng giao dịch để bán con Bitmon con này bạn. Đây, ở trong đây là một cái phòng tiếp khách hay sao ấy. Đây, rất là nhiều tiền các bạn. Đây, tiền này thì giống như là bằng chứng để buộc tội bọn chúng nha. Đây, ủa bên kia có nữa kìa. Ui, bọn tôi bị phát hiện rồi bạn, rất là nhiều luôn. Trên thuyền thì đồng bọn của bọn chúng đang điều khiển súng tấn công bọn tôi nè. Ủa, có mấy tên trốn rồi kìa. Ây cha, không ngờ là bọn siêu nhân người nhện bọn chúng lại tìm ra được chỗ này. Phải nhanh chóng khởi động robot khỉ đột, ngăn cản bọn chúng và nhanh chóng điều khiển chiếc thuyền này rời khỏi đây thôi. Nếu không thì chúng ta sẽ bị bắt cả bọn luôn. Đáng ghét thiệt, xém nữa là lụm tiền rồi, lại bị bọn siêu nhân người nhện ngăn cản. Được lắm, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh robot khỉ đột của băng nhóm tội phạm chúng ta vừa mới mua. Hồi tiêu rồi coi, tên này hắn ta đang điều khiển con robot rồi các bạn. Đây, đây, ui các bạn, con robot khỉ đột nó nhúc nhích rồi kìa. Đây à, nhảy xuống. Ui giời, chạy lẹ. Đây, robot khỉ đột bắt đầu tấn công rồi. Đây, đây, bọn tôi thì đang bị con khỉ đột nó dí nè bạn. Đây, trời ơi, nó to chưa. Đây, ủa súng bắn kêu keng 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 không xi nhê gì hết con ơi. Ây má ơi, con robot khỉ đột được khởi động để chiến đấu rồi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đây con robot khỉ đột nó bắt đầu nó tấn công các bạn. Ủa nó lấy chân nó dậm nè bạn. Ui dùi, hãy các bạn hãy cho nó to kìa. Chạy thôi em ơi, phải nhanh chóng gọi cho các robot người máy tới các bạn. Đây con robot khỉ đột của bọn tội phạm nè bạn. Đây, ui cha, nó bắn nó tia laser luôn các bạn ơi. Ây, quá bự luôn. Ôi, ai nó bắn tia laser nè bạn, nó bắn thật cái khẩu súng ở trên vai của nó nè. Trời ơi, cháy luôn rồi, cháy cái khu đóng tàu ở đây luôn rồi. Ây,